Các bài đọc lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên, năm 2, năm Chẵn. Trích sách Giảng Viên, Giảng Viên chương 11, câu 9 tới chương 12, câu 8. Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong thời niên thiếu, và tâm hồn ngươi hãy hưởng hạnh phúc trong những ngày thanh xuân. Hãy sống theo đường lối tâm hồn ngươi và theo cái nhìn của mắt ngươi. Nhưng ngươi hãy biết rằng Thiên Chúa sẽ xét xử ngươi về những điều đó. Ngươi hãy loại bỏ sự giận ghét khỏi lòng ngươi và hãy khai trừ sự gian ác khỏi xác thịt ngươi. Vì tuổi trẻ và khoái lạc đều là hư không. Trong ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến đấng tạo thành ngươi trước khi thời gian đau khổ tới và trước khi tới thời gian mà ngươi sẽ nói, tôi không thích. Trước khi mặt trời, ánh sáng, mạch trăng, tinh tú sẽ ra tối tăm và trước khi mây đen kéo lại sau trận mưa, khi kẻ giữ nhà run sợ, khi những kẻ anh dũng khiếp nhược, khi còn ít bà say bột cũng ngưng việc, khi mấy bà nhìn qua cửa sổ mà chẳng thấy gì, khi cửa phố phường khép lại và tiếng cối xay nhỏ dần, khi người ta nghe tiếng chim kêu mà trỗi dậy và tiếng hát của các thiếu nữ tắt dần đi, ở những nơi cao người ta run sợ và trên đường đi người ta cũng khiếp đảm. Hạnh đào sẽ trổ hoa, châu chấu sẽ béo mập, cây phong điểu sẽ đâm chồi nảy lộc. Vì con người sắp đi về nhà vĩnh cửu và kẻ than khóc rảo quanh mọi phố phường. Trước khi dây bạc đứt tan và bình vàng vỡ nát, chiếc vò bể tan bên bờ suối, trục quay giếng nước giếng gãy tan tành và tro bụi sẽ trở về đất, hồn sẽ trở về cùng Chúa, đấng đã tác tạo nó. Giảng viên đã nói phù vân trên mọi phù vân và mọi sự đều là phù vân. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 89. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất. Như một đêm thức giấc cầm canh, Chúa khiến con người trở về bụi đất. Người phan, hãy trở về gốc, hỡi con người. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng. Họ như cây có mọc xanh tươi, ban sang có nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xem đi và nó héo khô. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. Xin dạy chúng con biết đêm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ, xin tỏ lòng thương xót thương tôi tơ của Ngài. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. Xin cho chúng con sớm được no phi ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con. Sự nghiệp tay chúng con làm ra,
xin Ngài cúng cô. Xin Ngài cúng cô sự nghiệp tay chúng con làm ra. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thánh vịnh 114-13 CG. Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Luca chương 9 câu 44b tới 45. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này, là con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.